Hello, chào anh em quay trở lại với channel của Phong DIY nha. Trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ test bài Automat của khách đổi trà này. Khách bảo là Automat không xài được ha. Thì mình bóc hàng ra mình test luôn nha. Đây mình có dặn chú ký tên lên này. Mình test trực tiếp luôn nha, cho chú xe luôn ha. Như này mình vẫn nhận bảo hành hay bảo trì Automat. Tất cả những sản phẩm mà bên mình bán nó bị lỗi thì bên mình sẽ hỗ trợ bảo hành miễn phí nha. Anh em lưu ý khi test nha. Khi mà test á là cái dây line này ha, cái đầu trên này là mình cắm điện đầu vào nhá, dưới này thì cắm điện đầu ra nhá. Anh em cắm ngược lại là nó cháy nhá. Nó có nhiều anh em bảo là cắm ngược không cháy, mình sẽ nói là các loại Automat này cắm ngược là cháy nhá. Nó không giống như Automat cóc nha. Automat cóc thường á, thì anh em cắm ngược cắm xuôi nó không cháy. Còn con này cắm ngược là cháy nha. Automat chống nhật loại này là cháy. Còn anh em nào bảo không cháy thì cá độ với mình bao nhiêu mình cũng cá hết nha. Đó, mua về nhiều khi hôm trước có một trường hợp nữa. Hôm nào mình sẽ đăng cái trường hợp lên cho anh xem. Anh em xem nha. Khách về đấu ngược cứ khăng khăng là đấu ngược nó không cháy. Rồi, bây giờ mình sẽ test cho anh em xem. Trước tiên là mình cần phải test xem coi cái nút này nó có nhảy hay không. Đây. Đó. Nhảy này, bình thường ha. Nào. Rồi. Test 5 cái nhảy bình thường ha. Cái phần tiếp theo thì mình sẽ test cái độ nhảy của Automat. Đó, anh em thấy không? Chạm vào cột phát là nó nhảy ngay nhá. Ok. Mình test lại cho lần nữa này. 1, 2. Đó. Đây. Thấy không? Vì con này dòng rò của nó chỉ có 15A thôi anh em. Con này dòng rò của nó 15A thì nhiều khi nó nhảy trước là chuyện bình thường nha. Mình cho anh em xem luôn này. Nhiều khi anh em bảo là con này nó nhạy hơn thì đương nhiên Automat nhật thì nó phải nhạy hơn rồi. Con này dòng rò của nó có 15A thôi, anh em thấy số 15MA chưa? Đó thì con này dòng rò của nó là 30A. Dòng rò của nó là 30A đây. Đây, 30mA. Thì đương nhiên nó sẽ nhảy trước rồi. Con nào dòng rò thấp hơn nó phải nhảy trước. Đã nhiều khi anh em không biết cứ bảo chém gió như thật á, ngồi phán như thật. Ha. Rất nhiều anh em không biết gì về điện hết. Cứ bảo ta làm thợ điện. Hôm trước có ông mua thợ điện, ông làm thợ điện rồi. Tôi làm thợ điện tôi biết đấu Automat ngược không cháy. Xin lỗi bác luôn, chứ bây giờ em đưa cho bác 10 cái. Em với bác test thôi, test thi. Bác test được cái nào mà không cháy em cho bác cái đấy, tặng bác cái đấy luôn. Bác test hư cái nào thì bác lấy tính tiền cái đấy. Bác thích bao nhiêu cái em chơi bác luôn. Bác biết thì các bác nói, các bác không biết thì các bác nói thì mất lòng ha. Chú này mình bán cho chú 3 cái. Hàng thì bình thường nhưng mà chú vẫn yêu cầu hỗ trợ thì mình vẫn hỗ trợ thôi. Đấy, mình bật Automat lên test cho anh em xem. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, rồi test chống giật này. 1, 2. Bật lên đã. Cái nào nó nhảy thì nó nhảy thôi. Cái nào không nhảy thì nó không nhảy. Cái nào không nhảy thì mình hỗ trợ bảo hành đổi trả cho khách miễn phí thôi. Đó, nhảy bình thường ha. Thì đương nhiên con này em biết là nó là áp 15A nên nhiều khi mình chạm nhẹ là mình chạm nhẹ thì nó sẽ nhảy cái con kia trước. Con này nó vẫn nhảy bình thường. Đây. Đấy, vẫn nhảy bình thường nha anh em. À, bật lên 1 2 3. 1 2 3, thấy không? Nó vẫn nhảy bình thường. Thế là con này nhảy hơn thì nó nhảy thôi, chứ đâu phải nó không nhảy đâu.
anh em động tay vào nó giật nó nhảy bình thường ha, không có gì mà phải bàn cãi hết, hai con nhảy rồi nha. Miu đi ra. Đi ra. Có con nít nhưng mà mình đã tắt điện rồi anh em. Đi ra đi ra đi ra. Thì con thứ ba nha, mình test con thứ ba cho anh em xem nha. Mua của mình 3 con. Hàng này khi mà mình gửi đi thì mình đã test rất là kỹ rồi thì mình mới gửi anh em, chứ không phải là gửi bừa được. Cái này nó liên quan đến tính mạng con người mà đâu có đùa được. Mình bán sản phẩm kinh doanh là một chuyện, còn để ý đến chuyện an toàn người khác là một chuyện ha. Bán hàng cũng phải có tâm chứ, đâu có mang tính mạng con người đâu mà đùa được đâu anh em. Đi ra. Đi ra nào, cho chú test nào. Đi ra. Đi ra kia. Nhạy lì lợ. Đây mình test nhấn cho anh em xem nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nha. Rồi tiếp tục nè. Giờ mình sẽ test chống giật nè. Đó, nhảy bình thường nha. 1, 2, 3. Mình đã hướng dẫn test rất kỹ rồi nhưng mà nhiều chú vẫn không biết test. Xem kỹ video giúp cháu cái. Đó, bây giờ nhảy bình thường, 3 cái nhảy 3 cái. Nào, 1, 2, 3. Đấy chưa, nhảy bình thường. Con kia còn chưa nhảy luôn á. Con này nhảy, con kia còn chưa nhảy luôn á. 1, 2, 3, đấy chưa. Rồi Atomat cháu gửi cho chú bình thường nha. Tất cả các con đều test, tức là nhảy bình thường hết nha. Không có lỗi gì hết. Bây giờ cháu gửi lại cho chú thôi. Cháu đã nói rồi, xem kỹ cháu test rồi test theo thôi. Mà vẫn cứ nằng nạc bảo đổi lại. Mình không biết đã đổi cái gì nữa. Đương nhiên khi mua hàng thì mình đã nói rõ rồi, bởi vì hàng này nó không phải là hàng mới. Anh em thích hàng mới, anh em ra mua hàng mới, anh em xài. Còn đây là hàng mình đã nói rõ rồi, Atomat hàng bãi Hàn Quốc. Hàng đã qua sử dụng nhưng mà nó vẫn còn nhạy, vẫn còn sử dụng được, vẫn chống giật giật được tốt. Anh em thích mới, anh em ra cửa hàng, anh em mua hàng mới. Còn anh em nào mua hàng bãi thì anh em phải chấp nhận thôi, nó phải cũ nha. Ngoại hình của nó thì nó hơi cũ một chút, nhưng cái hàng của nó chất lượng. Ok, xin chào anh em nha. Chủ yếu mình test cho khách biết thôi.